Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Đẹp thế, đẹp mê luôn anh em ạ. Hiện tại thì mình đang đứng cạnh đó chính là chiếc vỏ cây mà anh em đã từng nhìn thấy rất nhiều ở trên mạng xã hội. Đó chính là chiếc vỏ cây Sneaker X. Chiếc này thì là một chiếc vỏ cây được customize dành riêng cho Cooler Master. Tức là như nào, từng là một modder họ đã thiết kế cái vỏ cây này và tạo đây này. Anh em nhìn thấy đẹp không? Đây, có cả suspension luôn như ô tô luôn anh em ạ. Và bên trong này thì là một cấu hình mình nhớ là cũng tương đối là khủng. Chiếc vỏ cây chiếc này chúng ta sẽ có là ở đâu? Ở đây. Ui, con vỏ này khả năng cao là sẽ bán đấy anh ạ. Khả năng cao là bán đấy. Bán chưa nhỉ? Rồi, vậy thì sau một luồng gọi là trò chuyện với cả anh representative ở bên Cooler Master thì mình đã nhận được mức giá của chiếc này rồi. Mức giá của chiếc này sẽ là 6.000, nhưng không phải là cho cây mà 6.000 là sẽ cho tất cả mọi thứ. Mình thấy cái lối đi này của Cooler Master khá là lạ, bởi vì là ví dụ như thị trường Việt Nam ta sẽ rất thích những cái vỏ cây kiểu như là custom một chút, những vỏ cây mà chúng ta có thể tự lắp, tự build, tự mua, tự làm. Nhưng Cooler Master sẽ liên kết với cả những hãng bán hàng để họ có thể tạo ra những cái config riêng. Ví dụ như là Cooler Master X Hacom sẽ có là 4090, xong rồi sẽ có là y mấy gì đấy và sẽ được đặt trong này, và nó phải đặt đúng được cái nhu cầu này, tức là phải có quạt của Cooler Master, phải có tản nhiệt nước của Cooler Master và phải có nguồn Cooler Master thì mới được phép bán con này đấy. Và hy vọng rằng là trong tương lai gần, vào July tháng 7 thì là sản phẩm này sẽ ra mắt, và hy vọng rằng có thể chạm tới ở thị trường Việt Nam, hy vọng như thế. Còn đây thì sẽ là bước tiến tiếp theo của Cooler Master và trong ngành sản xuất cả bộ PC anh ạ. Như kiểu Cooler Master có vẻ như họ đang muốn trở thành một Dell hay là một và làm chung là một nhà rất bộ máy tính all in one như này, thì đây là chiếc máy tính all custom water cool. Tức là thay vì là chỉ là CPU được làm mát thì GPU cũng được làm mát nữa. Và một điều đặc biệt này, tất cả hai bên hông này đều là radiator, đều là fin phủng các thứ, và tức là nó đều tỏa nhiệt thông qua hai cái này luôn. Đây là đều là sắt thì kim loại này. Và anh em nhìn thấy nhá, ở đây đều có bơm đi vào này. Anh nhìn thấy ống nhá. Ống đi vào này và nước đi lòng vòng đây. Và theo như Cooler Master thì vào khoảng tầm 1 phút là nước có thể chạy hết 4 đến 5 vòng anh em ạ. Quá là đáng sợ. Và tất nhiên hơi tiếc một chút, em này không phải là em fully passive, tức là không quạt, vẫn có quạt để hỗ trợ cho tản nhiệt. Nhưng mà thực sự đây là bộ máy rất đẹp. Cái mức cấu hình cao nhất bây giờ đó chính là Ryzen 9 X3D cao nhất 7950X. Và chiếc cảm hình là chiếc 4080 để đảm bảo rằng, tất nhiên rồi, 4080 mà chứ không cần phải đến 4090 để chơi game một cách mượt mà nhất, đúng không anh em? Nhưng mà thứ quan trọng nhất của Cooler Master thì ở bên này cơ. So the content is up to date, so now it's work for like John Wick or Super Mario. Oh, so that means that Cooler Master have to optimize the film for this chair. No, you play from any content with this movie. You can play from Netflix, you play from DVD, you play from YouTube trailer. If it is exactly this movie, it just detects the sound. Oh, so based on the sound, so yeah. Like every movie can work, no training required, just no based training. On the sound. Yeah. Yes. Wow. Hiện tại thì mình đang ngồi trên chiếc ghế gọi là Zoom 4D của Cooler Master anh em ạ. Thì hiện tại chiếc ghế này sẽ là chiếc ghế Motion 1, và nó sẽ có động cơ ở dưới đây để trải nghiệm được cái gọi là rung lắc của những cái tựa phim, những cái tựa game. Thì với phim hiện tại đang có, nó sẽ dựa vào âm thanh để có thể tạo ra cái sự rung lắc này, ví dụ như là tiếng bass này, bass bủng các kiểu này, và nó sẽ rung lắc theo how many axes is this? You look at six axes like this or all circle. Just from back. Like the tilt axis. Yes. Yes. Vậy thì tức là chỉ có cái chiều dọc thôi, chiều nghiêng ngửa thôi chứ không có ngang sang trái sang phải. Nhưng nó vẫn sẽ có cảm giác zoom cho anh em nhá. Vậy thì đấy là với phim, nhưng về game thì sao? Game thì hiện tại Cooler Master là nghĩ rất tốt cho người dùng. Đó chính là họ đang tương thích với cả rất nhiều các tựa game đua xe nhá, đua xe rất cần cái này. Và một điều nữa là nó có thể sử dụng với bất kỳ chiếc bàn phím nào trên thế giới. Tức là anh có thể bài nút WASD với bất kỳ cái motion nào ấy. Và để tạo ra ví dụ như là nó dựa vào phản hồi của bàn phím nhá, chứ không dựa vào cái telemetry. À không, có dựa vào telemetry, nhưng mà cũng dựa vào cả bàn phím nữa, để đảm bảo cho anh em đó chính là với những tựa game mà không hỗ trợ ấy, thì có thể sử dụng vào bàn phím để tạo nên những cái motion cho anh em, tạo nên gọi là cho giúp anh em gia nhập luôn vào trong game. Còn với những tựa game đua xe thì có telemetry. Cái này anh đã thích lắm đấy anh em ạ. Và what kind of price is it? The go price is $299. $299. US dollar. Wow, that is not that expensive. Yes. That's great. So this is a one-stop home entertainment solution. So, yeah. So we are working all the way to make it acceptable for every content. Okay, yeah. Okay, nice.
Vậy thì cái mức giá của em này sẽ là 299. Với tức là không nhiều lắm, thực sự là không nhiều ấy, chỉ còn tầm 299 ư? 299. Are you sure it's 299? Oh no, 2299. Nhân 10 anh em ơi, 2299 đâu. Oh my god, I thought it's 299. Vậy là 2299 đâu anh em ạ. Là cao hơn rồi đấy. Và để trải nghiệm một cái gọi là sản phẩm mới như này thì đỡ 2000 nó là một cái mức giá vừa phải thôi, nhưng nó vẫn là đắt so với cả đa số mọi người. Và hiện tại thì Cooler Master cũng đang nghĩ tới việc là áp dụng cái này vào trong VR là điều mà mình cực kỳ thích luôn. Nếu anh em hứng thú thì chúng mình có thể làm những video kỹ hơn về cái sản phẩm này nhé anh em nhé.